Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Hôm qua thì làm một cái thành tựu nó hơi nghiện ngập một xíu, chơi cả đống đồ luôn, rất là nguy hiểm ha. Hôm nay thì mình muốn làm một cái thành tựu nó nhẹ nhàng hơn xíu, mình không có chơi đồ nữa mà mình chuyển sang chơi sấm sét. Đó chính là một cái thành tựu liên quan tới dân làng và sấm sét ha. Giờ thì để mình đi vô nhà mình trước rồi đã. Tại vì mình cần phải chuẩn bị cái cột thu lôi á. Phiên bản mới này nó có cái cột thu lôi thì nó sẽ dễ thu hút sấm sét đánh hơn á, nên mình cần phải chế tạo cái đó thì mới làm được. Và cái đó thì mình cần phải lấy đồng ra. Không biết giờ còn không trời. Mình sợ mình hết đồng quá à. Ở đây còn đồng. Cột thu lôi nè. Làm mấy cái nhỉ? Làm 3 cái luôn đi cho chắc. Càng nhiều càng tốt ha. Rồi. Và tranh thủ lúc trời còn mưa nè. Không ra trời mưa hoài luôn á. Không hiểu sao cái map mình bị gì rồi. Bữa nào vô cũng mưa hết trơn á. Thiệt cái tình. Và phía bên này có một bác dân làng được mình dời ra đây dầm mưa giải nắng nãy giờ rồi. Để mình làm cái thành tựu này. Cái thành tựu này thì mình cần phải kiểu như là... Đâu rồi ta? Đây. Người chống sóc điện. Mình bảo vệ một dân làng khỏi một cú giật điện không mong muốn mà không tạo ra lửa ha. Mình sẽ thử đặt cái cột thu lôi ở đây. Rồi mình sẽ đứng ở đây ha. Nếu mà xét đánh thì sẽ đánh trúng mình chứ không có đánh trúng mấy dân làng. Lý thuyết là vậy, còn thực hành thì không biết sao. Hay là làm cái đụng một phát mấy dân làng khét nghẹt đây, không biết nữa. Ủa, xét đánh đi. Ui. Ồ. Không được, chưa được. Cái này nó bảo sao? Một cú giật điện mà không tạo ra lửa luôn. Wow. Đúng không ta? Đánh là mà không được tạo ra lửa hả? Khó vậy. Mình đập cái này ra được không? Ồ, đập này ra vẫn được. Đó. được nè. Tức là sét đánh trúng mình. Nhưng mà mình không bị cháy á, thì là sẽ làm được thành tựu ha. Hồi nãy sét đánh thục và đánh ngay đây chứ. Bác dân làng hên đấy nha. Phải hồi nãy mà ha, đặt như vậy là bác dân làng xác định rồi. Ồ. Ê, trong đây nó còn một cái thành tựu cũng khá là hay nữa. Đó chính là mình sẽ sử dụng cây đinh ba. Mình dùng tia sét đánh vô dân làng á. Tại vì đinh ba mình có dòng chớp điện á. Ui, mình chưa kịp nữa. Rồi luôn. Chết tiệt, mình chưa kịp. À, mình sẽ cho ha, nghiệp quật cái bác dân làng luôn. Dân làng thành phù thủy mất rồi. Xét đâu, đánh vô phù thủy đi. Chưa kịp làm thành tựu nữa. Nó đang bốc phết mà. Cây thì chứ. Này, phù thủy nè. Phù thủy nè, chuẩn bị xét sắp đánh rồi đó, Mình đợi xíu đây, xét đánh vô bà phù thủy cái chắc luôn á. Kìa, bà cho đồ để bà hồi phục lại kìa. Ôi, bà phù thủy cho đồ còn giữ mình á. Ôi, cho thuốc rồi, các thứ nữa, nguy hiểm vậy ta. Nguy hiểm thiệt sự á. Cho thuốc nữa cơ, ghê á. Ôi, xét đánh hụt. Xét đánh hụt nhưng mà mình chọi thì không hụt đâu. Bà đang cố chống cự lại á. Nhưng mà sao mà đỡ được. Ôi, bà chạy. Chạy nè. Ô, bà phù thủy đâu vậy? Ôi, chọn hộp rồi. Bà phù thủy đúng đâu luôn á. Hồi nãy giờ mình cầm đinh ba, mình xiên ba mấy cái rồi. Mà không xiên nhê. Này thì phù thủy nè. Ôi. Chưa kịp làm thành tựu nữa ta. Bây giờ mình sẽ tranh thủ lúc mà trời còn... Còn mưa bão như vậy á, mình sẽ ghé một cái ngôi làng. Làng nào vậy ta? Giờ làng nào vậy nhờ? Vòng vòng mình mấy cái làng gần hết dân làng mất rồi. Ừ, hình như cái làng gần gần cái đồi Saivana này thì còn dân làng sao nè. Lần trước mình bay ngang mình vẫn còn nghe tiếng ò ò của mấy bác dân làng à. Để thử mình ghé lên cái nữa coi. Ui, đây rồi, dân làng đừng. Trời ơi, thấy chưa? Thanh niên là tình nguyện viên nha.
trong nhà tự nhiên thấy mình tệ cái chạy ra ngoài á. Chắc cái này tình nguyên nhiên rồi. Ôi bottom. Ôi hết mưa rồi kìa. Ôi có cần phải trùng hợp như vậy không trời. Các bạn thấy mình đen không? Hồi nãy giờ mưa gõ to luôn, tự nhiên mình lại chọi cái đinh ba cái lại tạnh mưa. Thành thứ ra không có làm được cái thành tựu biến một dân làng thành phù thủy bằng cây đinh ba rồi. Cây thì chứ. Bây giờ thì còn một cái thành tựu cũng liên quan đến phiên bản mới này, là mình sẽ kiểu như là, à hình như là lên cái dùng thảo nguyên á, cái mình nghe nhạc là được cái thành tựu rồi. Ui cái thành tựu này vui nhờ. Thành tựu đúng nhẹ nhàng tình cảm á, kiểu thư giãn đâu á, chỉ cần nghe nhạc thôi mà đã được thành tựu rồi. Vậy thì làm luôn trong ngày hôm nay ha. Đây. Ôi dạ. Đi vô nhà lấy cái hộp chơi nhạc. Lượm luôn. Và cái đĩa nhạc thì lần trước mình dùng cái đĩa này. Đĩa Big Step thì mình thấy khá là hay ha. Nghe thử cái đĩa này đi. Rồi giờ thì bay tới một cái vùng thảo. Cái đó gọi là thảo nguyên hay thảo điền ta? À, thảo điền. Cái vùng thảo điền á. Rồi chúng ta sẽ nghe cái đĩa nhạc đó xem như thế nào. Cái thảo điền này nhỏ quá, kiếm cái thảo điền nào bự bự xíu đi. Bên đây hình như mình chưa qua thử nè. Ở đây luôn. Lên. Phải thảo điền chưa? Ủa cái này tính ra cũng nhỏ hay gan vậy mà. Ủa bên đây mới bự nè. Phải không? Nhưng mà nó thấp quá à. Lần trước mình đi mình thấy thảo điền đúng cao luôn mà ta. Ủa dạ, lắc. Ủa dạ, dạ, lắc. Ui mình đi khám phá nhiều quá, ghét nó lắc chịu không nổi luôn á. Ui ở đây nó có cái bông. Cái bông này là bông thiến thảo xanh ha. Cái bông này mình làm được súp á, một xíu về mình nấu súp cho các bạn xem ha. Ăn cái súp đó hơi bị xịn luôn. Rồi. Ăn vô là hết thấy mồi gấp đường luôn á. Cái này thì lượm trước đi, sau này chắc mình sẽ cần nó đó. Rồi giờ thì mình sẽ thử nghe đĩa nhạc trên cái vùng này thử xem. Đó. Quẩy. Thôi. Hôm qua hết nghiện ngập rồi, giờ tới quẩy nữa thì Không được, nghiện là dở rồi. Nói chung thì mình chỉ cần nghe nhạc vậy thôi là mình sẽ được cái thành tựu giai điệu hạnh phúc của phiên bản 1.18 này rồi ha. Và coi nào, còn thành tựu gì dễ làm không? Còn cái thành tựu mà khám phá 50 cái quần xã thì tới bây giờ mình vẫn chưa có làm được ha. Cái này chắc một hôm nào đó mình sẽ dành toàn bộ thời gian mình đi phiêu lưu để tìm 6 cái vùng cuối cùng thôi. Trong đó là có cái vùng đảo Bò Nấm á nha. Cái vùng đó thì tỷ lệ gặp rất là hiếm luôn. Và bây giờ thì chắc mình sẽ tranh thủ mình đi khám phá một tẹo coi. Ủa? Oh. Ồ, cái nó thang lên thiên đàng kìa. Úi giời, nhìn lại cái lại nhớ cái bé dân làng mà lần trước mình... Số phận của bác thì sẽ được định đoạn nếu như mà bây giờ mình phóng cái cây đinh ba này nó xuống dưới. Mình đếm từ 1 tới 5 mà nó không giật lên là bác sẽ xuống dưới luôn. 1, 2, 4, 5. Mình đếm nhanh quá. Có nên tưởng niệm của bé dân làng đó không ta? Thôi đi, lại đây cái mình lại nhớ về ký ức đau buồn đó. Thôi về nhà để làm chuyện khác nào. Làm được thêm một cái thành tựu cũng vui rồi. Hôm nay thì mình sẽ ghé làng để làm việc bên làng một tí ha. Ồ có cái giường ngủ ké bữa đi. Qua làng lúc nào cũng vậy, mình ưa ngủ ké bên làng lắm. Sáng thức dậy thì mình sẽ tiến hành kiểu như là sơ bộ nâng cấp ngôi làng lên ha. Tại vì đây là một ngôi làng rất là gần nhà mình luôn. Đã vậy còn cung cấp cho mình những cái bé dân làng giúp mình có thể làm được cái chỗ farm dân làng nữa. Thế nên mình rất là quý luôn á. Thành thử ra hôm nay thì mình sẽ dành một chút thời gian ra để mình có thể là nâng cấp ngôi làng lên á. Ba vật liệu để mình xây dựng nâng cấp ngôi làng lên. Lần này thì mình sẽ bao gồm có một ít gỗ. Đâu rồi ta? Gỗ sồi sẩm để làm trụ nè. Tường là bằng gỗ bạch dương. Rồi mái thì mình sẽ viền bằng lăn trụ biển màu sẫm á. Và ốp lại bằng gỗ vân sam. Tưởng tượng của mình thì nó sẽ là những loại gỗ đó. Còn xây ra như thế nào thì bây giờ bắt tay làm thì mới biết được.
đầu nghề thì phải có thêm máy cắt với bàn chế tạo ha. Rồi, giờ thì bắt tay vào công cuộc nâng cấp ngôi làng thôi. Đầu tiên thì mấy cái nhà cũ chắc mình sẽ dẹp luôn ha. Nói dẹp thì hơi buồn nhưng mà mình phải dọn ra thôi. Mình đập ra hết. Rồi mình sẽ xây lại một cái mới nó theo cái kiểu mà mình thích ha. Hy vọng là nó sẽ đẹp. Và cái nhà này thì diện tích nó cũng hơi nhỏ, thành thử ra mình muốn mở rộng nó lên luôn. Đã nâng cấp rồi, phải nâng cấp cho nó bự hơn hẳn ha. Mình sẽ xây cho nó rộng hơn tí. 1, 2, 3, 4, 5. Ồ, sát mặt đường vậy. Lùi lên tí đi. Tính từ bên này đi ha, để nó có đường đi. Đi nó rộng hơn tí. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, vậy là thấy rộng hơn rồi. Chiều dài thì mình sẽ làm cho nó dài hẳn luôn ha. Phần đất này nó khá là dài luôn nè. Mình sẽ cho nó dài dài một xíu. Đấy, như vậy là nhìn sơ qua là kích thước đã khác biệt so với ban đầu rồi, thấy chưa? Đó, nâng cấp thì cũng xương xương thôi á. Tại vì mình cần phải xây rất là nhiều nhà khác nữa nên mình chỉ xây nó ở mức vừa như vậy thôi. Vừa đủ bự thôi á, chứ xây bự quá thì nó sẽ mất cân đối cho ngôi làng á. Giờ thì kéo trụ và ốp tường vô thôi. Ốp xong thì mình thấy cái gỗ, cái phần trụ nó không có được đẹp cho lắm á. Kiểu cái vân gỗ nó còn gõ quá, mình sẽ cạo vỏ ra bớt ha. Để coi, cạo vỏ ra thì nó sẽ... Đấy, nhìn cái trụ nó đã liền mạch hơn rồi nè. Như vậy thì mình sẽ quyết định là cạo vỏ luôn ha. Để cho phần trụ nó đẹp hơn. Sau khi lò mò một xíu thì mình đã xây xong cái vần viền cho mái rồi ha. Ừ, cũng được ấy nhờ. Tính ra cái màu này cũng khá là hợp cho cái phần viền đó chứ. Ok, giờ thì mình sẽ xử nốt mấy cái con zombie này. Rồi thay phần mái vô luôn ha. Rồi chúng ta sẽ ngắm lại một lần nữa. Coi cái nhà đầu tiên có chỗ nào cần quay chỉnh nữa hay không nha. Đó, chỉ là xong một căn nhà đầu tiên rồi. Giờ thì lắp cửa với những cái kính vào mấy phần cửa sổ thôi ha. Tại vì nhà, cái này á, mình coi mấy cái nhà Nhật Bản á, mình muốn xây một cái căn nhà Nhật Bản thử ha. Kiểu một ngôi làng Nhật Bản luôn, nhưng mà cái này không biết nó giống chưa ta. Cũng có cái nét nét gì đó. Cái phần mái của mấy ngôi nhà Nhật Bản thì nó hơi cong cong lên xíu, mà mình thì không biết xây cong cong lên. Thôi kệ đi. Ngôi nhà Nhật Bản phong cách của Tài Lộc á. Nhìn nó hơi lạ xíu nhưng mà cũng ra dáng ngôi nhà phết đấy. Và bây giờ thì mình sẽ dọn tiếp những cái căn nhà lân cận đây ha. Nói chung là khi nào hoàn thành xong cái ngôi làng luôn á. Tại vì lỡ nâng cấp rồi thì phải nâng cấp full cái làng luôn. Chứ nâng cấp 1-2 ngôi nhà thì nhìn nó không có đẹp hẳn á. Chịu khó thì chứ biết làm sao giờ. Đây vừa là cách để mình cảm ơn mấy bác dân làng vì lúc đầu đã giúp đỡ mình ha. Ngắm từ trên cao cho dễ quan sát nhất ha. Khác biệt chưa? Mình thấy cũng có một chút gì đó khác rồi đó. Phần này của ngôi làng thì nhìn nó kiểu quá quen thuộc ha. Còn phần mình vừa xây thì nó có một chút gì đó mới lạ. Nó hơi hướng Nhật Bản rồi đó. Cái này chắc mình phải tập luyện xây thêm quá. Tại vì nói chung thì nó vẫn chưa giống những cái căn nhà phong cách Nhật Bản cho lắm. Cái này chắc một hồi tới khâu trang trí thì mình sẽ cố gắng làm sao cho nó giống Nhật Bản hơn á. Tại vì cũng có nhiều cách để giúp nó ra nét Nhật Bản lắm á. Rồi, và mình đã sửa được 4 căn rồi. Tuy nó hơi lâu một xíu á, nhưng mà nói chung thành quả thì tương đối là ok ha. Giờ thì mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa tới mấy cái nhà trung tâm thôi. Còn khu vực này thì mai mốt mình sẽ thay đổi luôn. Nó không còn là những cái chỗ bán hàng cũ của mấy bác dân làng đâu. Mình sẽ thay đổi theo phong cách Nhật Bản luôn ha. Rồi, giờ thì tiếp tục thôi. 2000 years later. Tổng thể thì ngôi làng sau khi sửa thì mình thấy nó cũng tương đối là ưng ý rồi đó. Và có một số căn nhà mình thấy ngôi làng thiết kế cũng rất là đẹp, chẳng hạn như là ngôi nhà phía bên bìa ngoài kia kìa. Thì mình chỉ thay thế phần mái thôi ha, phần tường thì mình vẫn giữ nguyên thôi. Nói chung thì chỉ có một vài căn nhà là mình xây lại ha, còn đa số là mình sẽ chỉnh sửa lại cho nó phù hợp với cái mô típ của cái ngôi làng ha. Và cái căn nhà này thì đặc biệt một xíu, vì trong này có dân làng sẵn rồi nè. Nên gượng ép lắm mình cũng mới gán sửa. Ồ trời, chỗ này còn thiếu nè. Sửa hồi chỗ này còn thiếu thấy không? Tại vì có bé dân làng trong đây nên mình không có đập ra hết được. Nếu không thôi là dân làng chạy lung tung thì mệt lắm. Và bây giờ thì nhà
của mấy bé dân làng đã xong rồi đó, nhưng mà ở phía bên ngoài thì nó còn khá là đơn sơ á. Giờ thì tới công đoạn chắc mình sẽ chia lô ra nè, rồi trang trí ruộng các thứ á. Mấy cái ruộng cũ này thì mình sẽ bỏ hết, mình sẽ trồng một cái ruộng mới, rồi sau đó làm một cái cổng làng á. Cổng làng thì chắc mình sẽ đặt cái hướng đâu đó bên đây đi, để từ vị trí của nhà mình á đi qua đây thì sẽ có một cái cổng chào ở đây ha, đầu bên kia thì một cái cổng nữa là hợp lý rồi. Và cổng thì chắc mình sẽ dùng gỗ sim gai á cho nó đặc biệt một tí. Đây, xe cho nó cao cao lên tí, đi cho nó không có bị vướng đầu ha. Rồi cuối cùng là đặt mấy cái cổng này vào. Ồ, mình bị thiếu mất. Rồi sau đó gắn mấy cái cửa sập vào ha. Đây. Đây. Ơ kìa, nó bị thiếu nữa. Thiếu đây một cái nữa rồi. Và đại khái thì cái cổng nó sẽ như vậy ha. Coi coi, nhìn lại coi ổn chưa. Đó, đó, đó. Cổng ăn tiền rồi đó nghe. Chỉ có điều cái đường đi thì nó chưa có đẹp lắm. À, nói chung thì cổng thì mình sẽ làm như vậy. Ở đầu bên kia thì một cái nữa. Và con đường cũng sẽ sửa lại nè, cho nó đẹp nhất có thể ha. Ơi các bạn ơi, lúc mà mình đang cố gắng làm xong cái khu vườn này thì bên kia mình phát hiện nó có một cái binh đoàn xương và cưỡi ngựa xương luôn nha. Mình tranh thủ mình đi ngủ riết để cho nó qua cơn mưa liền á. Bây giờ thì mình cần phải chiến đấu để tiêu diệt hết những con xương, và mình sẽ cố gắng thu phục những con ngựa xương lại á. Trời ơi, hết sảy. Và lần này thì mình sẽ chiến đấu bằng cái rìu. Ê ê ê, Ripper. Gì vậy, gì vậy? Né ra để tôi chuẩn bị chiến đấu nào. Ôi mà mình không được dùng nỏ nha. Dùng nỏ là bắn chết ngựa xương luôn á. Không được, không được. Cất nỏ vô đi. Cần gì ta? Đó, tập trung tấn công con xương thôi. Cố lên, cố lên. Ô, rồi. Ô, mình phóng trúng ngựa xương rồi. Lạng lách đánh võng. Có hai. À, ba con ngựa lắm. Rồi, xong một con. Một tên xương nè. Hai tên xương. Rìu chiến, rìu chiến. Đi rồi, giải cứu ngựa xương. Giải cứu ngựa xương. Rồi, còn nhóc, nhóc ngựa xương nè không? Hết rồi. Ô, con. Nhóc. Né 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 né. Chỉ với hai chặt thôi là cây rìu đã có thể hạ được một con sương rồi ha. Dạ bây giờ mình sắp có nguyên một đàn ngựa sương luôn rồi. Đã thiệt. Nhưng mà mình không có yên cưỡi. Để mình bay về nhà mình lấy yên cưỡi cái đó. Bởi vậy ngủ ghiết ghiết là có ngựa sương liền. Đã thiệt á. Đúng là lâu lâu mưa nó cũng có cái lợi ha. Rồi giờ thì mình sẽ lấy yên cưỡi ra. À, ủa nãy bốn bốn em ngựa lần đúng không ta? Rồi, quăng bỏ lại. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Chiến binh cưỡi ngựa xương. Đây, đây, đây. Cái này thì mình không cần thuần phục luôn á. Mà chỉ cần gắn cái yên vô là cưỡi thôi. Rất là đã ha. Và ngựa xương thì có một cái khả năng rất là hay mà những loài ngựa khác không có làm được. Đó chính là khả năng chạy dưới nước luôn nha. Coi nè. Ngựa mà chạy dưới nước nha. Rất là nhanh luôn. Đây chính là cái điều mà mình rất là thích từ ngựa xương á. Nó dưới nước vẫn có thể cho mình cưỡi đàng hoàng, nhưng mà mình thì bị mất oxy nha, nên cưỡi một lúc thì nhớ ngồi lên hít oxy á. Rồi và đây có mấy em ta? Bốn em lần hả? Mình có mấy cọng dây nhỉ? Mình có hai cọng dây thôi. Cơ chắc bây giờ tạm thời thì mình sẽ đưa về. Hay là để trong ngôi làng luôn nhờ. Được ấy, mình sẽ để ngựa xương trong làng luôn á. Và sơ qua thì mình đã trang trí sơ sơ qua được một cái này gọi là khu vườn hoa ha. Mình không biết có giống phong cách Nhật Bản không nữa, mình trang trí như vậy ha. Để chúng ta có một cái khu vườn hoa khi mà mới vào làng. Sau đó thì mình sẽ đi đến trung tâm thì sẽ có một cái giếng của ngôi làng ha. Ở gần giếng cũng có cái cổng luôn. Đây, đây chính là cái giếng nè. Đó, xịn chưa, xịn chưa. Nhưng mà nó vẫn còn thiếu một cái cây bông anh đào á. Nên bây giờ mình tạm thời mình dắt ngựa đi cất trước cái đã. Rồi mình sẽ xây cây bông anh đào, thấy không? Phải có cây bông anh đào thì mới giống phong cách Nhật Bản được. Ủa bây giờ mình nhốt ở đâu vậy trời?
chắc mình thả rong luôn á. Không biết thả rong mà ngựa có đi mất không nữa. Chắc không sao đâu. Vòng vòng đây chắc cũng đi vòng vòng đây chứ không có đi đâu xa đâu ha. Cứ để tự nhiên như vậy đi cũng được. Giờ thì mình sẽ xây nốt cái cây bông anh đào cho xong cái công việc kiểu như là nâng cấp ngôi làng cái đó. Mình sẽ xây cây bông anh đào đâu đó. Để coi coi lựa vị trí coi. Xây đâu là thích hợp nha. Nửa mưa nữa kìa thấy chưa. Mưa thường xuyên lắm luôn á. Xét đánh nữa. Thôi nghe tôi bốn em ngựa là tôi cưỡi mệt lắm rồi đó. Thêm bốn em nữa là tôi không cưỡi đâu á. Nhiều quá. Chắc mình sẽ xây cây bông anh đào nó ở ngay đây đi ha. Ngay chỗ này. Chỗ này còn trống, khá là trống nè. Mình sẽ xây ngay đây một cây bông anh đào luôn. Bằng những cái bê tông màu hồng á. Chứ bây giờ mình không có len hồng, nên xây bằng bê tông màu hồng ha. Bây giờ thì mình đang làm mấy cái cành cho cái bông ha. Ô cho cái cây ha. Có cái cành gì là đủ bự cho ta. Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới thấy người làm cái cây gì viên kỳ á. chưa chắc bây giờ tại mình chưa có để mấy cái khối màu hồng vô á, nên nhìn nó chưa ra cái bông sakura ha, cái bông anh đào. Nên bây giờ mình sẽ làm cho cái thân bự trước đi. Cái thân bự thì nó mới gánh được cái tán to to ha. Rồi giờ thì bắt đầu gắn mấy khối màu hồng vô nè. Đây là cái quyết định nó có giống cây bông anh đào hay không á. A few moments later. Mình cũng xây cây bông anh đào á, nhưng mà cây bông anh đào này nó lạ lắm các bạn ơi. Trời. Thôi kệ đi, miễn cưỡng thì cho rằng nó là cây bông anh đào cũng được á. Nó hồng hồng là coi như là bông anh đào đi. Chứ mình gán mình chỉnh hết mức rồi đó mà nó cũng không có giống cây bông anh đào 100% á. Nhìn nó giống cái cây gì hồng hồng à. Cái này chắc mình phải đi học một khóa xây cây bông anh đào rồi. Thôi nói chung thì ngày hôm nay thì mình đã trùng tu lại cái ngôi làng xong rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ dành thời gian để đi khám phá một xíu đi. Chứ mình mà xây dựng quá 180 phút là dễ bị lú lắm. Mình hay bị vậy đó. Thành thứ ra bây giờ mình sẽ dành thời gian để đi khám phá, và cũng như làm thêm những cái thành tựu còn lại ha. Chưa có một cái thành tựu này mà mình có thể làm được liền nè. Tại vì ngôi làng của mình dù sao sắp tới cũng sẽ có dân làng vô ở á. Nên chắc mình sẽ đi tạo ra những cái anh người sắt á, để bảo vệ làng các thứ. Làng thì mới xây dựng nên nhiều khi tối dễ có zombie các thứ lắm. Nên bây giờ sẵn tiện mình đang có những cái khối sắt trong người, mình sẽ làm ra những anh người sắt để bảo vệ làng ha. Ở đây một anh nè. Chưa lấy theo cây kéo cái. Không có cây kéo hả? Tự làm cũng được, không sao hết. Đây, một anh đầu tiên. Đó, làm được thành tựu thuê người giúp đỡ luôn ha. Cái thành tựu này từ đầu tới giờ mình chưa có làm nữa. Rồi, ở ngay trung tâm một anh người sắt nữa nè. Đây. Và thêm ở trên đó một anh nữa là xong ha. Đây, ngay trên đây. Một anh nữa. Đừng đi lung ta lung tung nha. Lo mà bảo vệ làng á. Không thôi là bị zombie nó quýnh hội đồng gán chịu. Thôi, và như vậy thì một ngôi làng của mình thì sẽ có cỡ 3 anh người sắt bảo vệ ha. Tại vì bây giờ chưa có dân làng nên mình chưa có tạo ra nhiều á. Mới mốt mình mà đưa dân làng vô thì chắc mình sẽ làm nhiều hơn tầm 10 anh, mười mấy anh gì đó. Để bảo vệ hết những bác dân làng ha. Còn bây giờ thì mình sẽ lên đường để đi tìm những cái vùng đất mới thôi. Wow. Vùng đất mới thì chưa thấy mà lại gặp thêm làng này. Tình cờ. Ê, có dâm bay. No. Trời ơi, có bé chân làng. Người ta đang bắn dâm bay mà. Thôi cái đầu ra làm gì. Ngồi luôn bắn cái bác này quýu chạy tùm lum tùm la kìa. Xin lỗi nha. Đang bắn nhau mà thò cái đầu ra làm gì không biết nữa. Thôi bây giờ cách tốt nhất là giúp mấy bác dân làng qua trời sáng ha. Tại vì mình chỉ cần ngủ là trời sáng rồi. Để mấy bác dân làng này đỡ khổ. Đó, sáng sửa liền. Xong. Coi như lấy cái chuông làm quà ha. Tại vì mình giúp làng mà, mình giúp làng qua trời sáng nên mình phải có phần thưởng gì chứ. Ồ, vậy mà vẫn còn mấy con zombie nó. Nó còn sống nè. Wow, căng vậy. Này thì zombie giáp vàng. Banh xác liền.
Giỡn mặt. Giỡn mặt. Giỡn mặt hả? Và có vẻ ngôi làng này khá là bé ha. Không có nhà bác họ Ràng luôn. Ủa, tưởng đâu có nhà bác họ Ràng chứ. Có bác thủ thư này, coi thôi. Bác thủ thư này đổi gì? Trời ơi, không có đổi sách. Mà sẵn tiện kế bên nó có cái vùng rừng nhiệt đới luôn nè. Ủa sao cái rừng, cánh rừng này nhỏ xíu vậy ta? Lạ thì cái anh, để mình coi cái biome nó là cái gì. Jungle. Ờ cái này cánh rừng bình thường. Ủa mà sao nó bé thế nhờ? Thường thường cánh rừng nhiệt đới nó phải to to chứ. Cánh rừng này bé tẹo à. Ê, đây có phải là biome mới không? Hồi nãy là mình đã khám phá được 44 vùng đất rồi đó. Cái này nếu mà lên 45 là chuẩn nè. Ồ, vẫn 44 vậy là cái vùng này mình đã khám phá rồi. Đây là Wood Badland á. Quá trời quá đất cát đỏ. Chỗ này khó tìm mà mình lại tìm được trước mấy cái vùng kia ta. Điêu vậy. Bây giờ mình đang gán tìm cái vùng đồi hoa nè. Mà không thấy đâu hết. Su cà na thiệt chứ. Toàn gặp cái vùng tìm rồi thôi. Mà tính ra tới giờ mình chưa tìm được sa mạc luôn á. Ê, cái này sa mạc đó hả? Đúng không nhỉ? Desert nè. Desert là sa mạc nè. Ủa nó vẫn 44. Ủa lạ vậy. Ủa vậy là sa mạc mình tìm được rồi hồi nào ta. À mà ở đây nó có cái tàn tích cổng địa ngục bị cát chôn vùi luôn nè. Mình sẽ ghé qua đây để lượm mang về ha. Một cục vàng. Chưa. Giờ mình nghi dưới này nó còn giấu cái rương lắm. Lấy đồ nghề ra liền. Bư vào lên. Kiếm thêm mới được. Có thể là rương nó đang bị cát chôn vùi á. Đó, táo vàng. Không có. Tưởng đâu có trái táo vàng cường hóa nữa là xịn rồi. Nhưng mà tiếc quá không có. Sẵn tiện thì mình sẽ đi tìm kim tự tháp thử luôn ha. Ủa, qua sa mạc mà không tìm kim tự tháp thì hơi bị phí. Thỉnh thoảng thì giữa sa mạc á, thì chúng ta có thể tìm thấy những cái giếng trời nè. Mà tiếc là dưới mấy cái giếng này thì nó không có gì hết á. Khá là tiếc luôn. Phải chi mai mốt Minecraft cập nhật dưới mấy cái giếng này ha. Sẽ cho mình kho báu các thứ thì úi giời ơi luôn á. Và mình lại gặp thêm một ngôi làng nữa rồi nè. Wow. Ngôi làng này thì sao? Có nhà bác họ Ràng không? Ủa gì đấy? Sao có bác dân làng ngấm của tối rồi? Ui sao tự nhiên mình mới tới làng cái có bác ngấm lăn đùng ra chết rồi. Tính ra mình chưa làm gì bác đó luôn á. Rồi và như thường lệ thì thủ tục á. Gặp làng là không lấy chuông là không được. Ngoài ra thì coi coi có nhà bác nào có rương không? Mình nghi quá mấy bác này ở sa mạc chắc không có đồ đâu. Ủa bác thợ Ràng nè. Ủa cái nhà nào chứa rương bác thợ Ràng đó. Có cái nhà của bác luyện kim rồi đó. Trời ơi xây cái nhà gì đâu mà xoắn dữ. Đây 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 cái rương, cái rương. Không có gì hết. Ê mà nó có cái bụi cây khô nè. Cái này đem về trang trí được á. Như vậy thì mấy dân làng này cũng kinh tế eo hẹp á. Khá là nghèo luôn. Thôi thông cảm cho người ta đi. Người ta ở sa mạc mà. Và trên sa mạc thì các bạn thấy nó có mấy cái cây này nè. Ê, wow, hên vậy. Mình tính lại đây coi cái cây, cái cây này nè. Nhưng mà lại dẫn mình tới một cái kim tự tháp luôn. Được vậy. Thôi lỡ rồi. Vô kim tự tháp lút độ luôn chứ. Ở dưới này nó còn bơm nữa. Mình sẽ lấy bơm luôn ha. Lấy hết bơm luôn. Bỏ ổn. Rồi và có gì nào? Sức mạnh. Một ít đồ thôi. Ui sao bèo vậy. Được một viên kim cương. Gỡ gỡ lại đường tí. Ôi hết rồi. Wow. Kim tự tháp này hơi bèo nghe. Cho được đúng viên kim cương à. Với một quyển sách sức mạnh thôi. Nói chung thì không có gì quá là tốt ha. Thôi kệ, khám phá được một cái kim tự tháp cũng ok rồi. Giờ thì tiếp tục hành trình đi tìm những cái vùng đất mới thôi. Hồi nãy giờ đi chưa gặp vùng đất mới nào luôn á. Toàn vùng đất cũ thôi à.
Nói chung thì trong ngày hôm nay mình đã làm thêm được một vài cái thành tựu rồi. Tuy nhiên cái thành tựu mà giờ phiêu lưu á mình vẫn chưa làm được vì còn tới tận 6 vùng đất mà mình chưa có tìm ra á, khá là khó đây. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình đã xong một cái công việc mà mình muốn làm rất là lâu rồi. Đó chính là thay đổi ngôi làng ha, nâng cấp ngôi làng lên để nhìn cho nó xịn sò con bò hơn. Và trong tương lai thì mình còn trang trí nhiều thứ nữa, như là ruộng nè, rồi mấy cái chỗ vui chơi cho mấy bác dân làng ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp ha. Còn bây giờ thì bye bye.